Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại lớp học luyện thi quốc tịch của Viet Solutions. Bài học ngày hôm trước chúng ta đã học về Civil War là cuộc nội chiến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tất cả những cuộc chiến tranh khác của Hoa Kỳ đã tham dự. Đầu tiên chúng ta học về World War One. World War One có nghĩa là chiến tranh thế giới thứ nhất. Tổng thống trong chiến tranh thế giới thứ nhất chính là Woodrow Wilson. Woodrow Wilson was president during the World War One. Đây là hình của ông Woodrow Wilson, là tổng thống trong thế chiến thứ nhất, World War One. Rất là nhiều đất nước đã tham gia trong cái cuộc World War One này. Và World War One, the veterans Day, holiday, started after this war. Có nghĩa là sau cuộc chiến này là chúng ta kỷ niệm ngày Veterans Day. Tiếp tới cuộc chiến thứ hai là cuộc chiến World War II. Để biết được cuộc chiến World War II diễn ra như thế nào, chúng ta cùng mở lại xem một chút ở trên này. Cái nhân vật rất là nổi tiếng ở đây là Franklin Roosevelt. Mọi người nhìn, đây là tấm hình của Franklin Roosevelt. Năm 1930 thì nước Mỹ gặp vấn đề kinh tế rất là trầm trọng. Nhà băng thì đóng cửa, mọi người thì mất job. Cái thời kỳ này được gọi là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, gọi là Great Depression. Và ông Franklin Roosevelt trở thành tổng thống vào năm 1933. Đó là thời kỳ xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, World War II. Nước Mỹ bắt đầu tham gia cuộc chiến sau khi Nhật Bản dội bom vào Trân Châu Cảng. Và nước Mỹ đã chống lại ba nước trong cuộc chiến World War II. Ba nước mà nước Mỹ đã chống lại là Japan, Germany and Italy. Japan là Nhật Bản, Germany là Đức, Italy là nước Ý. Trong cuộc chiến này, World War II này, thì cái vị tướng lãnh rất là nổi tiếng là Eisenhower. Đây là Eisenhower. Tên của ông ta là Eisenhower, là một tướng lãnh rất là nổi tiếng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, World War II. Và sau này ông ta cũng trở thành tổng thống. Rồi, sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì lại có một vấn đề. Đó là Cold War. Cold là lạnh, war là chiến tranh. Cold war là chiến tranh lạnh. Cuộc chiến tranh lạnh này ấy, thì nước Mỹ rất là lo lắng về vấn đề communism. Communism là vấn đề cộng sản. The United States concerned about communism. Vấn đề lo lắng của nước Mỹ là vấn đề communism trong thời kỳ Cold War. Năm 1959 đến năm 1973 thì nước Mỹ tham gia cuộc chiến Việt Nam War. Vậy một trong những cuộc chiến mà nước Mỹ tham dự 1900 là Việt Nam War. Và Việt Nam War chấm dứt vào năm 1975. Gần đây nhất đó là cuộc chiến với khủng bố. Có xảy ra một xung đột ở Middle East. Middle East là Trung Đông. Thì năm 1991 nước Mỹ có tham gia chống lại nước Iraq. Vụ tháng 9 ngày 11 năm 2001, khủng bố đã tấn công Hoa Kỳ. September 11, 2001, terrorists attacked the United States. Trong cái sự việc này xảy ra thì có rất nhiều người, hàng ngàn, 3.000 người, almost 3,000 people died that day. 3.000 người đã chết ngày hôm đó. Và sau đó thì nước Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố. Vậy, on September 11, 2001, what happened? Đó là terrorists attacked the United States. Khủng bố tấn công nước Mỹ. Bây giờ ấy, mời mọi người mở tờ handout để chúng ta học keyword. Thứ nhất này, câu thứ nhất, name one war fought by the United States in the 1900s. Thì mọi người nghe gì ạ? Chữ war và chữ
1900s. War là cuộc chiến. 1900 là 1900. Cuộc chiến 1900 là cuộc chiến nào? Vietnam War. Cái này rất là phổ biến, chúng ta biết. Tiếp theo là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, World War II. Câu hỏi: Who was president during World War II? Chúng ta chỉ cần nghe được chữ president là tổng thống và nghe được World War II. World War I là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Who was president during World War I? Ai là tổng thống trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất? Nghe chữ World War I. Tên của tổng thống là Woodrow Wilson. Cách để mình dễ nhớ đó là chữ World War I nó đều tạo âm W. World War I là âm W, đúng không ạ? Thì tên của tổng thống cũng bắt đầu bằng chữ W, đó là Woodrow Wilson. World War I, tổng thống là Woodrow Wilson, đềm là âm W. Rồi đến World War II, chiến tranh thế giới thứ hai, World War II. Thì mọi người chỉ cần nghe được chữ keyword là World War II thì là tên của vị tổng thống này là Franklin Roosevelt. Mọi người không cần đọc Franklin cũng được, mọi người chỉ cần đọc được là Roosevelt. Roosevelt, phiên âm ở bên cạnh là Roosevelt. Tiếp tục. Who did the United States fight in World War II? Thì mình nghe được who là ai? Who là ai? Và mình nghe fight in World War II. Fight là đánh nhau, là chống lại. Và World War II, nước Mỹ chống lại những nước nào trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai? Cái này là kiến thức lịch sử chúng ta vừa học xong. Đó là chống lại ba nước: Japan, Germany and Italy. Nhật, Đức và Ý. Trong cuộc chiến World War II này là có một vị tướng lãnh rất là nổi tiếng tên là Eisenhower. Chúng ta đọc câu tiếp theo. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Một là mọi người nghe chữ tên của tướng lãnh này là Eisenhower. Khoanh chữ Eisenhower. Eisenhower. Hai là mọi người chỉ cần nghe chữ cuối cùng, what war was he in? Tại vì 100 câu chỉ có câu duy nhất này hỏi là cuộc chiến nào thôi. What war was he in? What war was he in? Thì là World War II. Những câu hỏi liên quan đến World War II gồm có 3 câu hỏi. Thứ nhất, vị tổng thống nào trong World War II? Roosevelt. Thứ hai, nước Mỹ chống lại những nước nào? Ba nước: Japan, Germany and Italy. Và câu hỏi thứ ba đó là về ông Eisenhower, là ông ta đánh trong trận nào? What war was he in? World War II. Tiếp tục đến chiến tranh lạnh. Cold War. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Mọi người chỉ cần nghe được chữ Cold War là đã đủ đoán là ý của câu hỏi này rồi. Cold War là chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh thì là vấn đề gì? Quan tâm gì? Communism là vấn đề cộng sản, chủ nghĩa cộng sản. Cold War, khoanh chữ Cold War và nghe được. Nghe Cold War thì mình trả lời Communism. Cold War trả lời Communism. Và cuối cùng, Terrorist. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Cái này thì mình chỉ cần nghe được September 11 là tháng 9, ngày 11. Đây là vụ việc rất là lớn. Thì chúng ta đã biết, ai ở Mỹ đều biết September 11, thậm chí toàn thế giới đều biết vụ 11 tháng 9. Đó là khủng bố tấn công Hoa Kỳ. Đọc này, terrorist. Terrorist là khủng bố. Terrorist, tấn công. Attacked the United States. Chữ này dễ, mình đọc nhiều rồi. The United States, đọc cả câu. Terrorist attack the United States.
Keyword là September 11. Vậy bài ngày hôm nay là chúng ta đã kết thúc tất cả những cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã tham dự. Chúc mọi người học tốt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.